sự phát triển của thương mại điện tử đã và đang tạo ra những thách thức không nhỏ cho việc xây dựng khuôn khổ pháp lý để quản lý hoạt động này cũng như đối với công tác thực thi ngăn chặn hành vi gian lận thương mại và bảo vệ người tiêu dùng Phát biểu tại hội thảo khu vực châu Á Thái Bình Dương về công tác phối hợp bảo vệ người tiêu dùng và quyền sở hữu trí tuệ từ môi trường mạng đến thị trường vừa được tổ chức tại Hà Nội, ông Trần Hữu Linh, Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý thị trường Bộ Công Thương đánh giá, trong những năm gần đây, thế giới chứng kiến sự phát triển bùng nổ của thương mại điện tử với doanh thu năm 2019 đã vượt 2.000 tỷ đô la Mỹ và xu hướng này sẽ tiếp tục phát triển mạnh ở nhiều quốc gia trong thời gian tới, trong đó có Việt Nam trong bối cảnh đó việc đăng ký bán hàng trên nền tảng internet và website dịch vụ thương mại điện tử ngày càng thuận lợi bất kỳ cá nhân hay doanh nghiệp nào đều có thể dễ dàng đăng ký tài khoản để bán hàng trên website mạng xã hội hoặc tạo ra ứng dụng di động để bán hàng để tăng cường kiểm soát thực thi đấu tranh ngăn chặn hàng giả hàng kém chất lượng gian lận thương mại thông qua môi trường thương mại điện tử góp phần cải thiện môi trường kinh doanh cạnh tranh lành mạnh bảo vệ người tiêu dùng và doanh nghiệp ngày một tốt hơn thì việt nam cần thay đổi hoàn thiện cơ chế quản lý thông qua học hỏi kinh nghiệm của các quốc gia trên thế giới và đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ hiện đại trong hoạt động quản lý của cơ quan nhà nước